Hi, xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình là Kiên. Và cách đây khoảng tầm 2 đến 3 tuần ấy, thì mình có đăng một cái bức hình liên quan đến chai nước hoa Nissane Hasivat này lên Facebook. Thì đây cũng là một chai nước hoa khá là hot trong thời gian gần đây. Thì với những cái cụm từ review như là nếu như Chris Aventus là vua thì Hasivat phải là đại đế, hay là nếu như đã sử dụng qua Hasivat rồi thì các bạn sẽ quên mất mùi hương của Chris Aventus như thế nào. Thì mình cũng là một cái thằng mà thi thoảng cũng hay xịt Chris Aventus. Thì mình có nhận được khá nhiều lời khen khi xịt Chris Aventus. Và sau khi nghe những đọc những cái review như vậy thì mình đã khá là tò mò về cái mùi hương của Hasivat. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn mùi hương này nó cụ thể như nào, nó có thần thánh như vậy hay không. Thì chúng ta hãy theo dõi nha. Đầu tiên là về ngoại hình của chai nước hoa này, thì các bạn thấy rằng là nó có một, đây là chai 50ml nhá. Các bạn thấy rằng là nó có một cái thiết kế phần thân chai màu trắng rất là đơn giản thôi. Những cái chữ thì được in khá là sắc nét. Đây, mình sẽ zoom lại cho các bạn. Đó, rất là đơn giản, nhìn nó rất là sắc nét. Và cái phần nắp chai này thì được làm bằng kim loại, nó có chữ Nissane. Đây, có lẽ là cái điểm nhấn duy nhất nó là sẽ là cái nắp chai. Đó. Thì có vẻ ông đại đế này hơi kiểu giản dị ấy. Nó khác với ngoại hình của chai Chris Aventus, nhìn là phát là biết vua luôn. Còn em này thì trông khá là giản dị. Về mùi hương của Hasivat thì mình khá ấn tượng với cái mùi hương ban đầu của Hasivat, bởi cái mùi citrus rất là tươi và cái vị chua của dứa rất là rõ ràng, rất là mạnh mẽ, và mùi hương có phần khá là sáng. Nó khác với chai nước hoa Chris Aventus kia, bởi vì Chris Aventus kia khi mở đầu thì các bạn xịt thì thấy nó khá là nhẹ. Và em này thì mình có xịt vào cái hôm, lần đầu tiên mình xịt là vào cái hôm mình có đăng cái video một ngày của mình ấy. Thì sau khoảng tầm 2-3 hôm thì mình mượn em này lại, và mình có gửi lại và mình xịt lên giấy. Thì mình có thấy rằng là nó khá là giống với chai nước hoa Club de Nuit 10 của nhà Amat. Mình có side by side hai mùi với nhau và thấy rằng là hai mùi này thì nó khá là giống nhau. Khoảng tầm 15 đến 20 phút sau thì cái vị chua của Hasivat này nó sẽ dịu xuống và những cái nốt hương khác nó sẽ xuất hiện. Các bạn cảm thấy một chút kiểu ẩm ẩm, ướt ướt, rồi hơi kiểu đất đất, rồi một chút của gỗ. Và mùi hương này thì lúc ấy này nó khá là dày, và thực sự rằng là cái độ tỏa hương của nó rất là tốt. Thì đây là một nhà nước hoa đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ vùng Trung Đông. Thì nếu như bạn nào mà tiếp xúc với những người bạn Trung Đông, hay là điển hình là những cái giáo viên kiểu dạy yoga ấy, thì cái từ cái tuyến mồ hôi của họ này đến cái mùi nước hoa, đến cái đồ ăn của họ, họ cũng rất là đậm chất gia vị, và lúc vào mùi hương của nó rất là nồng nàn. Thì đây là một chai nước hoa nó có mùi đúng như vậy. Nếu như mùi hương của Chris Aventus nó khá là nịnh mũi, nó khá là thanh thoát và tinh tế, thì ở Hasivat này nó lại là một cái mùi hương khá là mạnh mẽ và nồng nàn. Và em này nếu như mình đánh giá về cái độ hay ho ấy, thì em này chỉ bằng 1/5 chai nước hoa Chris Aventus thôi. Tại vì từ khi xịt ra cho đến khi dry down và đến khi kết thúc, nó chỉ có 2 chặng đường thôi, đó là tầm 15-20 phút đầu, một cái mùi hương dứa citrus rất là thích. Và sau đó thì nó chuyển mùi, và cứ như vậy mùi nó sẽ nhạt dần và nó không có gì chuyển biến nữa. Và em này thì mình hay trêu với anh em đó là đầu voi đuôi chuột, nên là về cái sự tinh tế, về cái sự làm mùi trong ngoài thì mình không đánh giá cao nó bằng chai nước hoa Chris Aventus. Còn về giá cả của hai em này thì hai em này nó xem nhau tầm 5 triệu đồng cho một chai 100ml. Chai trên tay mình là 50ml, mình không rõ giá tiền cho lắm. Còn về độ bám tỏa thì xin lỗi luôn, Chris Aventus không có một chút cửa nào. Nếu như ở Nissane Hasivat này đó là cổng làng thì ông Chris Aventus thì chỉ là cửa thông gió thôi. Và em này thì lưu ở trên da mình khoảng tầm 10 đến 12 tiếng, rất là khủng khiếp. Và độ thỏa hương thì gần như là bạn chỉ cần xịt 2 shot thì bạn đi đâu người ta cũng ngửi thấy. Mình có nhớ rằng là em này mình có xịt vào tay chỗ ảnh, và mình mặc áo chống nắng. Thì về nhà mình đã rửa tay rồi mà mình vẫn ngửi thấy, và cái áo chống nắng đấy thì mình có vứt trong cốp. Khoảng tầm mấy ngày sau mình lôi ra mặc, mình mặc lên người và nó vẫn ám vào cái chỗ tay này. Thì các bạn biết là độ bám tỏa của Hasivat nó khủng khiếp như nào. Nếu như phải chọn một trong hai chai nước hoa này thì các bạn sẽ lựa chọn chai nước hoa nào? Thì mình sẽ phân tích cho các bạn nhé, để các bạn dễ lựa chọn nhé. Hai mùi hương này đều là hai mùi hương rất là nam tính. Nếu ở Chris Aventus nó sẽ là mùi đàn ông, gọi là thanh thoát, mềm mại,
một cái mùi hương rất là thanh thoát, mềm mại, tinh tế và dành cho những người đàn ông kiểu điềm tĩnh, độ tuổi có lẽ hợp lý nhất là tầm 30 đổ lên sử dụng Creed Aventus. Còn nếu như bạn trẻ hơn, bạn thích một cái mùi hương nó mạnh mẽ, nó nồng nàn, nó vào nó tràn đầy sức sống, có nghĩa là lúc nào nó cũng là như vậy, nó tỏa hương lúc nào cũng tốt, nó lúc nào cũng ở đấy và nó không bao giờ mất đi cái sự nhiệt huyết, thì ở các bạn nên lựa chọn chai nước hoa Hasifat của nhà Nissene này. Đó, về cái độ bám tỏa thì Creed Aventus không có cửa, và đặc biệt là Creed Aventus này nó rất lùm xùm với những cái phiên bản bám tỏa kém có mùi được 3-4 tiếng, nhưng mà ở ngoài thì lúc nào cũng tầm 10 tiếng, yên tâm các bạn luôn, mình khẳng định các bạn là như thế. Vậy thì quan điểm cá nhân của mình như nào về hai chai nước hoa này? Thì mình là một chàng thích Creed Aventus nên là lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn Creed Aventus. Với mình, với góc nhìn của mình nhá, thì Hasifat nó là một cái phiên bản nâng cấp của chai nước hoa Club Nuin 10 của nhà Amat. Nó nâng cấp về cái độ mềm mại, nó bớt synthetic hay là bớt kiểu hóa học hơn, và nó nâng cấp rất nhiều về cái độ bám tỏa. Mà giá tiền thì nó lại gấp 5 lần chai nước hoa Club Nuin, nhưng mà vì thế thì mình sẽ không bỏ một số tiền 5 triệu đồng chỉ để lấy những cái điều đấy. Nếu như em này nó làm blend mùi nó hay hơn và nó nói thẳng ra là em này nó không hợp mũi mình, và mình nghĩ rằng là nó cũng rất là khó để sử dụng ở Việt Nam vào thời tiết mùa hè, mà mình thấy nhiều ông cứ bảo là em này xịt mùa hè bét luôn, thực sự rằng là nó sẽ rất là đau đầu đó. Nên là các bạn hãy lựa chọn, các bạn hãy ngửi thật kỹ em này, chứ đừng nghe những cái lời PR, nghe những cái lời gọi là quảng cáo về là đây là đại thế nọ kia. Không phải tự nhiên mà Creed Aventus người ta đã dành mất 10 năm để khẳng định vị thế của mình, kể cả ở Việt Nam, châu Á cho đến châu Âu. Nên là các bạn phải cân nhắc kỹ về trước khi mua chai nước hoa Hasifat này, phải ngửi thật kỹ. Tại vì với mình em này nó vẫn có một chút gì đó synthetic và nó không được gọi là quá là đa dụng ở Việt Nam. Em này chắc là xịt vào mùa thu kiểu chuyển đông thì chắc là ok, còn nếu mà xịt mùa hè chắc chết luôn. Và đó là cái cảm nhận cá nhân của mình về chai nước hoa Nissene Hasifat, chai nước hoa khá hot hiện nay. Thì nếu như bạn nào chưa mua thì các bạn có thể coi đây là một cái nguồn để các bạn tham khảo về cái mùi hương này. Còn nếu như các bạn nào mua rồi thì các bạn hãy comment cảm nhận của các bạn ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Và nếu như bạn nào không thích và hay là không đồng thuận với cái ý kiến của mình thì bạn hãy cứ dislike. Mình kênh của mình làm, các bạn cứ dislike thoải mái như các bạn không thích, nhưng mà hãy dislike một cách văn minh, chứ đừng những cái từ ngữ nó không được văn minh cho lắm. Như cái video mình đã từng làm về top 5 chai nước hoa kia. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.